Các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Camera của mình. Thì hôm nay mình làm cái video các bạn à, bởi vì à, bên Trung Quốc các bạn bây giờ người ta đã đưa pin Network vào cho phổ cập luôn các bạn. Rất là khủng khiếp các bạn. Ha. Thì chúng ta hãy xem cái tin tức này rất là hay nha. Trung Quốc đã đưa pin Network vào chương trình giáo dục rồi nhé, phổ cập blockchain toàn dân. Từ khi tham gia Binance Network mình học được rất rất nhiều kiến thức bổ ích về tài chính và công nghệ. Thật sự giá trị từ một dự án của đại học danh tiếng Stanford, tiến sĩ Nicholas người thầy quốc dân. Và chính phủ Việt Nam mong muốn đại học Stanford hỗ trợ. Vì sao bạn nên tích lũy bi? Bitcoin cũng giống như cổ phần các nền tảng thanh toán PayPal, Mastercard, Visa vân vân, vì thế cơ hội thành công là rất lớn. Đó các bạn xem một số hình ảnh mà người ta đã phổ cập ha Ủa, phổ cập luôn các bạn chứ quá đó Ở cái này là cái tin tức này trên Facebook rất là nhiều nha các bạn nhé là các bạn đừng nói là mình thấy không được tức là nhờ bi mà người ta phổ cập blockchain đó các bạn à, rất tuyệt vời ha Đúng là Trung Quốc là những người họ đã đi trước mình rất là nhiều các bạn Mặc dù ở sát mình Nhưng người ta vẫn luôn là phát triển rất tốt ha Rồi và một cái tin nữa là mình tham mới nhận đây khi xem là có cái gì mới hay không Thả à, này trên Twitter nha Đây Ồ. Oh. Này mốt trả lời gì đây Chúng tôi đang mong chờ đến ngày 28 tháng 6 chắc chắn Bico Team hiểu điều đó và sẽ có rất nhiều tin vui trong tháng 6. Đó. À, sẽ có rất nhiều tin vui trong tháng 6 cho các bạn nha. Này là mới trít lên cách đây vài giờ thôi. Thật tuyệt vời đúng không các bạn. Cho nên là các bạn hãy chờ đợi đến ngày 28 tháng 6. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 rồi. Tháng 5 rồi. 24 tháng 5 chúng ta còn khoảng mấy ngày nữa thôi khoảng 3 hơn 30 ngày nữa thôi. Là chúng ta đến ngày 28 tháng 6 rồi các bạn. Rất là tuyệt vời. Hãy mạnh mẽ kích tia sét đều luôn các bạn, siêng năng lên và hãy thường xuyên đưa vào cái đáp KIC xe để chúng ta xem có được uh, xuất KIC xe không. Nếu có thì các bạn hãy cố gắng uh, thực hiện KIC xe nha để được duyệt. Uh, khi mà các bạn bật tia sét lên á, các bạn đừng có tắt áp liền mà các bạn để trong vòng khoảng 30 giây đến một phút xem mà nó có bật cái cửa sổ uh, KIC xe lên không. Nếu có thì các bạn hãy uh, hãy cai xe nha đừng tắt liền cái đó là theo kinh nghiệm của nhiều bạn được chọn cai xe nói như vậy chứ mình thì cũng chưa nhận được cai xe cho nên là mình có cái nào hay thì mình nói với các bạn để các bạn rút kinh nghiệm ha sau khi mà các bạn bật tia sét lên thì hãy để khoảng 30 giây đến một phút xem là có bật cửa sổ cai xe lên cho các bạn hay không nếu có chúng ta thực hiện liền cai xe nha rồi à, mình sẽ tạm ngưng cái video tại đây thì mình sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiếp theo vào các video sau. Thì nếu bạn có câu hỏi gì có thể bình luận dưới video. Còn bạn nào chưa đăng ký Bi hãy vào mô tả video đăng ký đi các bạn. Mã giới thiệu của mình vẫn là Bi Kết Sô Bằng Hình nha. Rồi và nhớ đăng ký kênh youtube của mình để khi mình có video mới, có thông tin mới thì các bạn kịp thời cập nhật cho các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại lần sau.